Hello, xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với channel của HPH. Vâng, và ngày hôm nay sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt và rất mới trên kênh channel YouTube của mình. Thế là mình sẽ show cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn cách mua được tấm vé để vào đường link và xem live performance mang tên Zombie lần 1 của Sơn Tùng MTP. Trời ơi, bữa giờ chắc tất cả mọi người cũng đã nhận được rất là nhiều thông báo, hình ảnh, rồi các teasing giới thiệu về bài hát mới nhất của Sơn Tùng. Muộn rồi mà sao còn, đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ show cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để có được cái tấm vé để vào xem diễn trực tiếp lần đầu tiên quảng bá cho bài hát mới Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào trang Facebook MCP hoặc là các bạn có thể vào kênh YouTube của Sơn Tùng này, chẳng hạn như vào cái đường link YouTube Sơn Tùng MTP Official, và các bạn click vào các đường link ở bên dưới để có thể đến với cái trang đặt vé chính thức. Mình thì mình sẽ thực hiện trên Facebook thì nó sẽ dễ hơn. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Click vào đây, truy cập mua online trên website POS. Cách thứ hai là mua offline tại các cửa hàng tiện lợi Circle K, cũng như có hai cách. Một, có thể các bạn vào website POS, các bạn mua trực tiếp trên website của POS. Cái thứ hai là các bạn ra ngoài các cửa hàng Circle K ở ngoài, các bạn mua vé, rồi sau đó là sẽ đổi cái vé đó thành một cái mã voucher rồi nhập lên trên website của POS. Sau khi các bạn click vào đường link POS World thì các bạn sẽ thấy được cái một cái trang tham gia live performance cùng Sơn Tùng MTP Muộn Rồi Mà Sao Còn Giật Mình Lần Một. Không biết tại sao là Giật Mình Lần Một nữa, chắc là sẽ có lần thì lần 2, lần 3, lần thứ N nữa các bạn. Mua ngay vé Giật Mình Lần Một tại POS. Đây, bạn nhận được các quyền lợi như sau: tham dự live performance Giật Mình Lần Một cùng Sơn Tùng, thưởng thức màn trình diễn đầu tiên của bài hát Muộn Rồi Mà Sao Còn, lắng nghe tâm sự, và điều quan trọng nhất chắc chắn đó chính là các bạn có thể tiết kiệm được 51% chỉ với 22.000 đồng khi đặt vé trước ngày 24/4. Mình sẽ tiến hành ngay mua vé. Các bạn sẽ click vào cái chỗ mua ngay đây nè. Đó, đây là giá đặt trước siêu ưu đãi. À, cái này là nó kêu nạp star, mình sẽ nạp star. Chọn ngay một trong các gói Muộn Rồi Mà Sao Còn. Đây, mình sẽ chọn gói này nhé. Đó, đây. Phương thanh toán có hai cách để Phương chọn phương thanh toán. Đầu tiên là thanh toán qua Zalo Pay hoặc là thanh toán qua thẻ Visa ATM. Mình sẽ lựa chọn thanh toán qua Zalo Pay. Khi chúng ta lựa chọn tất cả các gói mua và phương thanh toán rồi, chúng ta sẽ đến với bước tiến hành thanh toán. Và chúng ta sẽ dùng chiếc điện thoại smartphone của mình để mở Zalo Pay ra, và chúng ta quét mã QR thôi. Quét mã QR. Quét mã QR này, và sẽ tiến hành quét mã QR. Quét mã QR xong nó sẽ hiện ra cái trang xác nhận giao dịch 22.000 của Zalo Pay. Chúng ta bấm vào đây xác nhận giao dịch. Cần vài bước, vài giây thôi chúng ta sẽ có được cái tấm vé live performance Giật Mình Lần Một thành công. Và nếu mua thành công được cái tấm vé live performance Giật Mình Lần Một của Sơn Tùng MTP nhé các bạn ơi. Ok, chúc mừng bạn. Thời gian livestream, live performance. À, cái livestream live performance Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng sẽ diễn ra vào lúc 20:13 ngày 24/4. Và sau khi các bạn mua thành công ở trên thao tác Zalo Pay thì ở trên trang web POS sẽ thể hiện một cái dòng gọi là mua thành công. Đó, cái dòng POS sẽ xác nhận với các bạn rằng là các bạn đã đặt vé thành công và tham gia vào live performance Giờ Mình Lần Một của Sơn Tùng. Một giờ đó màn cực bắc hoành tráng của Sơn Tùng MTP là rất là họ và rất là trong chờ đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu mà hay thì hãy share cũng như là like và comment bên dưới cho mình biết nhé. Subscribe kênh giúp mình nhé. Goodbye và hẹn gặp lại.